Hello mọi người nhé, hôm nay là quay trở lại mọi người cái video mọi người. Mình với lại vui mọi người đang đi trên con đường lớn quốc lộ này. Địa điểm dừng chân của anh em mình sẽ là quảy cá hoa đậu mọi người nhé. Ta thì cũng lâu lắm rồi anh em mình đi xuống cái khu vực của hoa đậu cá quảy cá. Hôm nay này đi ăn quảy cá ban đêm. À mọi người nhìn này, bắt đầu lên màu rồi này. Nhưng mà mùa hè mà nó nắng lắm mọi người. Tầm mà tối thì mát mát thì đi được đấy, lâu rồi không ăn quả cá nên hôm nay phải đi lâu lắm rồi đấy. Sắp đến rồi. Vì thực ra nói vậy thôi chứ thường có một món cá sống thì các chị em cũng thích đấy, nó là thật đấy, đấy thì là đam mê sở thích của anh em tôi. Em gọi cái gì đấy? Tôi vừa em gọi rồi, em cầm cái chiếu đi Hùng ơi. Đây bây giờ anh ấy đang chuẩn bị làm cái món quả cá cho anh em mình lên uống rượu rồi. Đây mọi người nhìn chưa, cá anh ấy nấu rất là ngon luôn này. Đấy. Đây là quả cá rô phi nhé mọi người nhé. Ở dưới này thì anh chị cũng làm cả quả cá me đấy, nhưng mà nếu mà thích ăn là phải đặt rồi phải bảo trước anh chị mới chuẩn bị được. Này cá thái dẻo phết nhỉ. em review cho mọi người chứ, phải biết để mọi người biết chỗ nào nó ngon thì mọi người đến đi. Đây là chị gái, đây chị gái chuẩn bị quả cá cho mình nhau mọi người nhìn. Ở dưới này thì chuyên về cá cho mọi người nhé, mùi cá này với lại món sáo cá hoặc là cá hấp hoặc cá luộc, nói chung là tất cả những cái món về cá thì mọi người cứ yêu cầu chị, anh chị làm cái gì anh chị sẽ làm được, làm cho mọi người ăn, mà giá thành thì rất là vừa phải chăng, hợp lý lại ngon nữa. Đây mọi người nhìn nhận những cái xương này là lát nữa sẽ cho vào một cái nồi nấu thập cẩm, nấu chua ấy, ăn bún. Địa chỉ ở mình đây là thôn ở dưới Hoa Động, thôn gì Hoa Động nhỉ, thôn 5 dưới Hoa Động Thủy Nguyên nhé mọi người nhé. Nếu như ai ở trên huyện Thủy Nguyên mà có theo dõi cái kênh của mình mà, thì mọi người có bớt chút thời gian đến ủng hộ anh chị, đảm bảo là ngon bổ rẻ. Đúng rồi, hôm nay bọn em đi cũng hơi muộn, thế là thằng em bảo phải gọi điện cho anh chị để chuẩn bị chứ không chốc lại cứ xuống thì ngồi thì tránh cái đợt trước cứ xuống thì cứ đợi gì. Và thế nhá, em lên trên này nhá. Đây mọi người thấy chưa, vì là hôm nay anh em mình đi xe đạp điện thế nên là mình có thể uống bia được nhá mọi người nhá. Chú Hùng uống bia không? Nước ngọt này, chú Hùng thì trung thành với lại bó húc à, làm hai lon bó húc. Còn mình thì làm hai lon bia này thôi. Cốc đây, cốc của ai người rót. Đây mọi người thấy chưa, đấy, vẫn như thường lệ thôi thì anh em mình nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà xuống dưới này, mọi người phải hình dung là ở dưới này nó có những cái lá lọc, và nói là rất hợp với quả cá cho mọi người nhé. Cái lá thì mình cũng đã review mọi người rồi đúng không, nhưng mà phải nói là ở đây đấy, người ta chuẩn bị rất là đầy đủ mọi người ạ, cực kỳ nhiều thứ, lá đa dạng lắm. Những cái lá này nó rất là hợp với khi mà ăn đồ sống, gỏi cá hoặc là gỏi tôm đều ăn được hết nhé mọi người nhé. Đấy, lá sung, lá sắn này, lá mơ này, lộc thần này, lá moi. Mọi người thấy chưa, đây cái lá này, lá này là cái lá moi này mọi người. Tất cả những cái công dụng của những cái lá này thì đều là làm cho bụng dạ mình nó không bị đầy bụng. Đấy, chính xác là như thế. Quan thông cảm là cái này thì không được. Chú Hùng chú ý ra đang chuẩn bị tác nghiệp đá. cho đá vào cốc rồi anh em thưởng thức món quả cá thôi. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần mọi người, hợp lý rồi. Vui vẻ làm tí quả cá cho nó mát, mùa hè mà ăn cái món quả cá này nó rất là hợp. Bia thôi nhỉ.
Sợi. Làm bọt thế. Làm bọt. Ra anh em mình cứ làm video thì có những video để chia sẻ lại cái công việc cũng như cuộc sống hàng ngày thôi. Rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Mình mời mọi người uống bia với anh em mình trước. Rồi lát nữa thưởng thức món gỏi cá là sau. Quán này nó rộng mọi người, rộng mà mát mẻ. Đây là ngồi ở trên cái phần trên cái khiến cạnh như này, người ta nát đá hoa này rất là rộng mọi người. Đấy, mọi người. Ai mà thích ngồi không cũng được, mà mình trải cái chiếu như anh em mình trải chiếu này ngồi này. Đấy. Tầm này cũng đông lắm. Cô Hùng thử đi xem là nó có như mọi khi không. Xem là cái món này nó có như mọi khi không. Nhưng mà mình đảm bảo là cái món này thì thật sự là nó là quá là ok rồi, vì căn bản là cá là cá tươi, mà cá khi mà anh em mình khi mà bắt đầu xuống đấy mới điện cho anh chị ở dưới này, không anh chị bên làm thì cá nó rất là tươi, dễ đạch, mắt nó mỡ từng tầng luôn. Đấy, và thứ hai nữa là quan trọng nhất là cái nước mắm này mọi người này, cái nước mắm này người ta pha rất là ok luôn nhá, ăn nó ngon lắm, tỏi ớt đầy đủ, ăn ngon. Chú Hùng chén trước ấy, thưởng thức món gỏi cá xem nó có như bao nhiêu lần trước anh em mình ăn không. Các bạn đừng có lút nước bọt đấy các bạn nhá. Nếu mà lút nước bọt không muốn đủ nước ngọt, bọt đủ đâu. Ngọt các bạn. Mời các bạn nhé. Chén đi. Hút hút luôn. Ngon nhỉ. Ngon cũng nói lên lời. Cái này mà ăn gỏi cá này thì nó phải đầy đủ, nó có lá này này, khi mà ghém vào thì nó mới ngon. Mình thì phải thái ra chứ không thể như là các anh ở Tây Bắc, như chú anh huyết là ăn toàn con một ấy thì hại lắm. Anh em mình chưa bao giờ, từ bé giờ chưa bao giờ ăn được những cái thể loại đấy. Nhưng mà đấy là gọi là đặc sản vùng miền, nhưng mình cũng không so sánh, nhưng mà anh em mình không bao giờ ăn cái loại đấy bao giờ đâu. Các bạn ơi, bây giờ mình thì vừa mới ăn miếng đầu tiên rồi. Bây giờ sẽ đến bát cao cường nhé. Thì anh lại phải thích miếng ngon ấy. Đây, đầu tiên là mình phải làm miếng ăn tung nhé. Các bạn nhìn bầm rau này các bạn này. Mọi người nhìn cái lá này nhé. Lá này là cái lá lọc thần, mình mới lấy khoảng tầm vài lá thôi. Như ở mình còn là lá này là lọc thần nhé các bạn nhé. Lá này rất hợp với ăn gỏi, ăn đồ sống nhé. Làm kỳ nam mơ. Đấy. Làm với vài cọng đinh năng nữa. Lấy đủ đi thôi. Đây này, cái lá này nó rất quan trọng, lá môi đấy mọi người. Đấy, rồi. Làm miếng vào đây. Đấy. Ngọt lắm các bạn. Để cho mọi người nhìn. Đây. Đây, nói như kiểu chú anh có kém những cái lá này vào. Chấm ít mắm này. Mắm này. Chấm cho lụt lụt vào. Ui giời. Dạ. Ui giời các bạn này, ui giời. Bác cọc rồi, bác có cái lời gì muốn nói không, hay là bây giờ là không nói được gì nữa rồi. Các bạn này bác đang cảm nhận các bạn ạ, một cảm giác rất là quen thuộc, quá ngọt đấy và đầy tinh tế, ăn nó mặn mát tuyệt vời luôn. Ai mà ăn được cuộc sống rồi, tuyệt vời luôn các bạn. Ngọt ở đây là hoạt động mọi người, hoạt động Thủy Nguyên Hải Phòng các bạn nhé. Nếu mà ai mà thích ăn quán gỏi cá mè thì hãy xuống dưới này, tức món gỏi cá mè mà đúng không? Hai anh em mình cũng chỉ làm một xếp này thôi, một xếp này là hai anh em mình gọi một đĩa, với lại lát nữa mà khi mà ăn xong thì anh em mình ăn bún với lại một cái nồi nấu thập cẩm nữa thôi là hợp lý, mà chỉ có thế là hai anh em cần như thế là đủ, ăn như thế là vừa vặn. Nhiều quá, ví dụ nhiều người thì mình có thể mình bảo mấy này đi, anh chị làm thêm cho giờ một cái đĩa có hơn đấy, nhưng mà với hai người ăn như này là vừa rồi, ăn này.
ngon. Quá ngon rồi. Miếng nào ngon như cái đầu tiên các bạn. Cái mùa hè thì bảo anh em hay nên ăn cái này tiếp tục đấy. Đây vừa anh em mình ăn xong cái quả cá rồi, bây giờ anh em mình làm cái nồi nấu chua này nữa là ok mọi người. Đấy. Đây, mọi người nhìn kìa, lúc mình cũng đã quay cho mọi người xem, đây là cái sườn của con cá mà khi mà hai anh chị lọc cái được cái chỗ này nấu cái bát canh chua này ăn bún. Không sợ đâu, đây là con. Chị gái cho em đi bún nhá. Đây, quá ngon luôn. Đây ăn đi bún ở đâu ấy? Anh em đi ăn đi bún cái này, ăn cái cá ở trong nồi này cái đục lo rồi. Nếu như mọi người mà đi hai người thì mọi người nên gọi một đứa hai người với một cái nồi này là thoải mái cho mọi người nhé. Đây là lò lắm. Cứ cho nó sôi hẳn lên xong tắt đi. Vì cái này là khi mà mang ra đây là đã nấu chín rồi mà. Đấy. Mọi người nhìn trông ấn tượng. Và những cái vỉa sườn mà cá người ta nọc ra. Đấy, đấy, mọi người thấy chưa? Ngon không? Có cà chua này, có gừng này. Nói chung cái nồi này nấu là ngon lắm mọi người. Mình ăn rất là nhiều rồi nhưng mà lần nào xuống đây cũng là ô văn kê rồi. Đều ngon như những cái lần đầu. Ôi giời, sắp sôi rồi. Chờ tẹo nữa thôi. Rồi nhé, hồi sôi sôi rồi anh em tắt bếp nhé. Tắt bếp chén và thưởng thức cho món mới. Rồi, okay. Cái này người ta nấu xong rồi mà. Bây giờ mình chỉ còn đang tắt xong rồi mình thưởng thức thôi. Chủ động nhé. Ờ, chủ động. Rồi, ô sơ kê. Em chủ động cái bát luôn. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Còn lắm mọi người. Đấy, làm cái này nhớ đời luôn.